Đứng lại, chúng ta phải nhìn cái này xuống dưới, sợ không?
Về được không nữa? Được. Chỉ cần nước trái cây tới đây làm gì vậy? Em đi đâu đây? Cầm đồ để đi theo ta.
vậy là quá đáng lắm rồi biết không? Anh nói với người Dũng nha, không có gì quá đáng. Anh chọc tôi nhiều lần rồi, chỉ trả lại như vậy, tôi thấy giờ khổ quá đấy. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Không có dễ thương chút nào. Thank you.
anh không thể quay chương trình Made in thử. Bây giờ đi làm việc đi. Kết ai thì nói.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là một trong những lực lượng quan trọng ở tuyến đầu phòng chống dịch. Ngay sau khi nhận được thông báo của tỉnh Phú Yên xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, công an tỉnh đã khẩn trương triển khai phương án ứng phó khẩn cấp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong toàn phường. Tại thành phố Thị Hòa, để góp phần ngăn chặn hạn chế tình hình lây lan dịch bệnh, cùng với việc huy động phân công lực lượng phối hợp phong tỏa, bảo đảm an trật tự, an toàn vệ sinh dịch tễ tại các khu vực phong tỏa, địa điểm cách ly tập trung, công an thành phố Thị Hòa còn khẩn trương cử lực lượng tham gia phát hiện,
nhờ thiết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự ở địa bàn khu vực phía nam của tỉnh trong những ngày qua tương đối ổn định, góp phần ngăn chặn tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19. Thank you.
Nhưng mà hiện tại thì mình không nhìn thấy trực tiếp luôn, nên là rất là chưa sợ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay hạn chế một vật liệu đã gắn bó lâu dài trong những
thấy đâu. Gì? Có một cái áo hoa chị này. Phụng từ một xã hoa chị thành phố Hoa nè. Coi có giờ sao? Sinh năm 81. Mình cho năm được gì? Nói nhắc lại chị ơi. Chị. Bật nhỏ nhạc lại. Thank you.
Biết hâu ăn nhầm là hâu ăn ngu gì vậy ông đấy. Yeah, trong đây hâu biểu. Sao anh em trong được bà? Đấy. Anh em trong hâu thì anh em trong được, đâu ngu không? Nhưng mà trong khi đó là chẳng phải như là được phép đưa tên khách sạn là của Sarah hay sao, chính là vậy. Nhưng hôm đó là được phép đưa tên khách sạn.
Thank you.
ơi, nhẹ cho nhỏ chị ơi. Thank you.